Gần xíu đi. Gần xíu cho thấy. Gần xíu nữa. Quá xa đẹp luôn trời. Nhà của quý sợi tộc Mỹ nè. View biển luôn nè. Đó, sân golf, sân gót gì luôn nè. Đừng có đụng vô hết. Có ghi tiếng gì không? Dạ không. Nó có thêm kiểu không? Tiếng nước bao nhiêu nước là không có tiếng nước tiếng Việt này. Này đây là lâu đài của giới quý tộc Mỹ ngày xưa đúng không? Đó, lâu đài của giới quý tộc Mỹ ngày xưa quá xa đẹp luôn, của gia đình Hiểu Lầm đúng không? Gia đình Hiểu Lầm. Wow, kiến trúc trần trần nhà nè, có cả nguyên ngọc sọn giữa luôn nè, quá trời đẹp luôn. Đây là nơi cho giới quý tộc đó, phòng âm nhạc, phòng thi vũ. Ghế của vua ngồi hả? Đầu rắn, đầu rắn. Đúng không? Đúng rồi. Đen thiệt hả? Màu đó, ông này nè. Ông này giống cấp biển dùng Caribe quá nè. Không có một mắt nè. Chắc ông là cấp biển ông mới giàu mình đi. Chụp hình đi. Đọc, nó cho vô ngồi ha, nó sợ mình làm hư. Giàu tay. Phòng này giống như phòng meeting room đúng không? Oh, morning room. Buổi sáng à, buổi sáng xuống đây gặp mặt. Morning room. Này là cái lò sưởi nè. Đây chắc mấy cái chanh này chanh giả, không phải chanh thiệt của. Giống bàn pizza vậy. Ủa bàn pizza lỗ nữa nè. Ủa
hết nó cho mình chụp ha. Trời ơi, da đẹp quá. Đây bàn trọng tài Bizarum. 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 Giới quý tộc Mỹ quá đẹp luôn, giống như cung điện nè. Nhà dát vàng là nhà này nữa, dát vàng quá trời nè. Mình này giống mình ông Phật luôn. Cái cũng mấy cái tượng này là cái hình mà gắn trên cái tàu, tàu cấp biển. Ông này giống đặc là quá. Có nhìn mặt giống không? Có người chết trong này kìa. Này hòn kho báu. Đã dòng bên đây còn ngủ không? Còn mình không ngủ 15 phòng ngủ Rally bedroom. Phòng này của công chúa. Phòng này của công chúa hay gì? Quá sức. Đó, đi tắm. Phòng tắm ngày hồi xưa nữa. Tắm ngày xưa. Trời ơi, view ra nhìn ra ngoài nè. Trời ơi, cái view nhìn ra ngoài đẹp ghê không? Đây phòng khách. Này đâu gì chữ đông đụng đâu. Này đá. Wow, đá đẹp quá. Phòng nãy của công chúa hả? Phòng này phòng hoàng tử. Đó, phòng ngủ hoàng tử. Mr. Van Vitt nè. Ồ, cái phòng là cái ghế làm việc của ổng nè, ghê không? Ồ, cái đá
này đẹp quá đây mọi em, đá dần đỏ rồi, đá này quý lắm. Cái đồng hồ thời tiền sử nè, ghê không? Thấy chơi rì tâm mì trong kiến luôn. Có gì? Kiếm hay gì vậy? Rồi phòng mời tử vừa rộng quá trời. Thì nè, nè này của ông bà nè, ông bà Vanderbilt. Vanderbilt view. Phòng này hai của hai vợ chồng, nãy kia là của đứa gái thằng trai. Bồn cầu xưa vui vậy. Cái bồn này bồn gì ta? Bồn rửa chân hả? Vui ha. Nhà tắm hồi xưa. Này giống nhà mình hồi xưa á. Giống nhà ông hội đồng hội hồi xưa. Sứ á. Sứ cầu. Phòng đúng phòng quý tộc luôn. Phòng con gái. Phòng bự vậy. Phòng này của này mới đúng công chúa nè. Ghế ngồi học nè. Cái này là gì? Tính queen nè. Ngồi học bài á. Phòng tủ quần áo nè, closet nè, đi ra ngoài kìa, đúng rồi, nó phải căng dây chứ không thôi đâu biết đường đâu, đi lạc lum, đi này lạc đó. Nhiều chỗ ngủ đó. Hồi xưa người hồi xưa hay mệt mỏi, anh đi đến đâu ngủ tới đó. Này chợ ở dám mở không? Cho chơi đi ở về dám mở không chơi? Ồ nhìn cái ngoài đẹp ghê à. Này đúng nhà kiểu hồi xưa luôn ha. Ở Việt Nam mình giống như có mấy cái nhà cổ Pháp á, giống vậy nè. Sai nè. Wow, biển kìa. Oh, view biển kìa, đẹp ghê không? Wow. Nhiều, nói nhiều.
Đó, phòng này của khách đó hả? Phòng ngủ của khách đó, mà thấy ghê không? Phòng ngủ của khách sang trọng, nhìn ra biển luôn, view biển luôn mà. Ui, gốm sứ Việt Nam nè. Đụng dở lên chữ mét Việt Nam liền dưới đây đó là giếng trời đó. Đây là giếng trời, đi một vòng rồi đó, hết căn nhà rồi đó. Nè, cái lối này lối đi xuống phải không, lối đi xuống đây lên. Trời nữa nè, xưa mà thiết kế giếng trời hay lắm.
giống kiến trúc cổ luôn không? Ở trên kiến sứ rồi tầm lâm kìa. Đồ mẹ. Cởi chén tách nè, uống cà phê uống trà rồi. Vài triệu đô á con. Này này vài chục triệu á. Dưới này là giống như di tích rồi. Ồ, gia đình của khu nhà nè, ghê không? Quá xa đẹp. Là ngay biển luôn. Ủa đây mà có nhà mình ở đây ra chơi sao nó banh đã luôn rồi. Wow. Đúng nhà của quý sư tộc luôn á.